Santana, ba đôi mắt ngày hơn radar, là anh trai của Yorichi. Từ con người trở thành loài quỷ, hai anh em chính là điểm gỡ, nên khi sinh ra một đứa giấu kín, đứa còn lại nấm nấp lo sợ lỡ ngày nào đó đánh mất chính mình. Nhưng bản ngã người cha đưa ra khiến cho cậu mỗi ngày một tối, tính ích kỷ nó đã lớn hơn, dần dần biến mình tăm tối mà thôi. Nhận lời hứa theo quỷ mu danh để được bất tử theo trời và đất, muốn vượt xa người em của mình, nhưng hắn đâu biết qua đời là mất. Hắn theo học tại sát quỷ đoàn, dùng chính loài quỷ là bằng đạp lên cao. Ngày qua ngày hắn luôn cố gắng để sức mạnh vượt trội và đứng trên cao, trở thành quỷ. Nhưng một khi nhớ tới người em là lòng đố kỵ hiện về. 60 năm sau ngày hắn đối mặt, đã dần ý thức rằng mình không thể đánh bại. Hắn như muốn nổ tung đầu óc, bây giờ con trai còn tỉnh táo đã đứng dậy. Thứ hắn đối mặt là con không đen mù và luôn nghĩ mông lung cùng táo bạo. Thanh kiếm này chém toàn tất cả những thứ hắn ghét ghét nhất trên đời. Đến cuối cùng hắn nhận được gì ngoài nỗi uất hận chẳng nói nên lời. Kẻ thượng huyền nhất, sáu con mắt cực chất. Trong trận chiến sinh tử, nếu ta rút kiếm mạng ngươi sẽ mất. Đừng có dại dột khi đứng trước mặt ta, hơi thở mặt trăng nhát chém ta tung ra trụ cột. Với ta nó chẳng là gì cả, tặng ngươi vài đường với chém lên trên da. Dù các ngươi là thợ săn diệt quỷ, nhưng mà ông đây được xem là sát chủ, đứng trên top 1 ở trong tượng huyền quỷ. Cháu chắc các ngươi phải gọi ta bằng cụ. Lũ trụ cột ta đánh như dẫn chơi chứ sợ nghiêm túc, xác ngươi lại tả tơi hạ trụ. Chưa trải gặp ta bị tơi tả ghim luôn cái xác lên cột cho nghỉ ngơi. Qua nhiều năm kinh nghiệm về chiến đấu, ta đây có thừa kiếm pháp lẫn kỹ năng. Không phục thằng em nên ta trở thành quỷ, tự tạo cho mình hơi thở của mặt trăng. Dưới chướng mù danh riêng ngài ta nể trọng, ban sự vĩnh cửu cho ta dòng máu quỷ, để ta có thể luyện đến mức thượng thừa, thể hiện sức mạnh mà ta đã tích lũy. Một mình cân ba cũng chiếm được ưu thế, công nhận sức mạnh nhắm chủ ghi ô mê. Buộc ta phải dùng đến cả hình dạng của nhát chém, lúc nãy sát thương nó hơi phê. Nét khuyết của trăng tự như là lưỡi liềm cắt vào da thịt của ngươi từng chút một. Sát thương cực cao kèm theo cả tốc độ, cũng đủ cắt đôi cơ thể của chủ cột.